Xin kính mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay 29 tháng 12, Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng sinh. Thánh gia Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse lễ kính. Giáo huấn số 5, thuật ngữ phụng vụ nghĩa là gì? Tiếp theo, thuật ngữ phụng vụ trong Tân Ước được dùng để chỉ không những việc cử hành phụng tự thần linh mà còn cả việc loan báo tin mừng và việc thực thi bác ái. Trong tất cả những trường hợp này, vấn đề là phục vụ Thiên Chúa và phục vụ con người. Trong cử hành phụng vụ, Hội Thánh là người phục vụ theo hình ảnh Chúa của mình, là đấng duy nhất lo việc tế tự. Hội Thánh được tham dự vào chức tư tế, tiên tri và vương đế của người. Vì thế, phụng vụ đáng được xem là việc thực thi trách vụ tư tế của Chúa Giêsu Kitô. Trong đó, công cuộc thánh hóa con người được biểu thị bằng những dấu chỉ khả giác và được thực hiện cách riêng biệt theo từng dấu chỉ. Và trong đó, phụng tự công cộng vẹn toàn được thực thi bởi nhiệm thể Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là bởi đấng là đầu cùng với các chi thể của người. Do đó, mọi cử hành phụng vụ vì là công trình của Đức Kitô tư tế và của thân thể người là Hội Thánh đều là hành động thánh thiên tuyệt hảo. Không có một hành động nào khác của Hội Thánh hữu hiệu bằng, xét cả về danh hiệu lẫn đẳng cấp. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1070. Ngày 30 tháng 12 thứ hai, ngày thứ sáu trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Vịnh tuần 1. Ngày 31 thứ ba, ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Sylvester thứ nhất Giáo Hoàng. Tháng Giêng, ý cầu nguyện, cầu cho việc kiến tạo hòa bình trên thế giới. Xin cho các Kitô hữu, những người theo các tôn giáo khác nhau, tất cả những người thành tâm thiện chí, cùng nhau kiến tạo hòa bình và công lý trên thế giới. Ngày 1 tháng Giêng năm 2020, thứ tư, cuối tuần Bát Nhật Giáng sinh, Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa lễ trọng Ngày Thế Giới Hòa Bình. Ngày mùng 2 thứ năm đầu tháng, Thánh Basilio cả và Thánh Gregorio Nazianzeno, giám mục tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. Ngày mùng 3 thứ sáu đầu tháng, Danh Thánh Chúa Giêsu. Ngày mùng 4 thứ bảy đầu tháng, buổi chiều lễ vọng Chúa Hiển Linh. Ngày mùng 5 Chúa Nhật, Chúa Hiển Linh lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Rao hôn phối, rao lần thứ ba, có anh Giuse Lê Hoàng Quốc Trọng, con ông Giuse Lê Hoàng Dũng và bà Maria Lê Thị Thu Hương, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, giáo họ Mông Triệu, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Xin kết hôn với chị Maria Bùi Thị Thùy Trang Tân Tòng, con ông Bùi Thành Cùng và bà Hà Thị Phụng, nguyên quán Bà Rịa Vũng Tàu, hiện ngụ tại giáo xứ Tân Châu, giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Rao lần ba có anh Giuse Nguyễn Trương Hoàng Nhật, con ông Gioan Bautista Nguyễn Tùng Dương và bà Teresa Trương Thị Thu Trang, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, hiện ngụ tại 568/10/15 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Xin kết hôn với chị Maria Trần Thị Mông Tân Tòng, con ông Trần Văn Đồng và bà Trần Thị Rơ, nguyên quán Thừa Thiên Huế, hiện ngụ tại 455 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, giáo xứ Tân Dân, giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Rao lần ba có anh Gioan Hoàng Hải Đăng, con ông Gioan Hoàng Đức Dũng và bà Maria Trần Thị Ngân, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, giáo họ Đa Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Xin kết hôn với chị Maria Võ Thị Phương Linh Tân Tòng, con ông Võ Phi Hùng và bà Nguyễn Thị Kiều Anh, nguyên quán thành phố Hồ Chí Minh, giáo xứ Vĩnh Hội, giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh.
Rao lần thứ hai, bên nam Vincente Nguyễn Hồng Trường, con ông Anton Nguyễn Văn Hùng và bà Anna Trần Thị Mỹ. Bên nữ, chị Teresa Phạm Thị Thúy Hà, con ông Phạm Hữu Hiệt và bà Rô Thị Thúy Phượng. Địa chỉ: thị trấn Cờ Bang, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Giáo xứ An Khê, giáo phận Kon Tum. Chúng ta tạ ơn và cầu nguyện cho những đôi bạn trẻ tiến đến ngày thành hôn, và ai biết những đôi bạn này có điều gì ngăn trở, xin vui lòng trình báo cha chánh xứ. Xin chân thành cảm ơn. Thông báo: Chủ nhật 29 tháng 12 năm 2019, hôm nay và ngày mai có cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Lộc Hưng, giáo hạt Chí Hòa, tổng giáo phận Sài Gòn đến xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ cho việc xây dựng nhà thờ giáo xứ. Sau thánh lễ có quý ông bà giáo xứ Lộc Hưng đứng tại các cổng nhận sự đóng góp của cộng đoàn, xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Thứ tư ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2020, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa bổn mạng ca đoàn Thánh Mẫu. Trước thánh lễ có kiệu Đức Mẹ chung quanh thánh đường, xin kính mời cộng đoàn tham dự cuộc rước và thánh lễ. Chủ nhật tuần sau, chủ nhật đầu tháng, cha rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Gia đình nào có các trẻ, xin lấy đơn đăng ký tại văn phòng giáo xứ hoặc nơi các ông trùm giáo họ đang sinh sống. Hạn chót nộp đơn và sổ là ngày thứ sáu 3 tháng Giêng năm 2020. Xin cảm ơn cộng đoàn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội mừng lễ Thánh Gia Thất. Chúng ta xin các ngài cầu bầu và chúc lành cho các gia đình của chúng ta, đặc biệt là các gia đình đang gặp những khủng hoảng, những khó khăn trong đời sống. Với tâm tình đó, chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta xứng đáng dâng thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng sinh,
các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã muôn đề cao thánh giá như tấm gương sáng lần để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cùng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đồng bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vinh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chức sách huấn ca: Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Con ơi, hãy chăm sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tuổi. Người có lũ lẫn, con cũng phải cảm thông. Chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người, vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Đó là lời Chúa.
bài chiếc thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-sê. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy. Anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em. Vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến thưởng ơn bình đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan để tỏ lòng biết ơn. Anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Anh em có làm gì, nói gì thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương, chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn xa Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi vua Herode băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Herode cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đạo phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nazareth. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta đi tham dự cái tiệc cưới nào thì chúng ta cũng chúc mừng cho đôi tân hôn là trăm năm hạnh phúc. Vâng, hạnh phúc là một ước mơ của mọi gia đình. Thế nhưng trong bối cảnh xã hội hiện nay, chúng ta ai cũng thấy rằng gia đình
đang thực sự khủng hoảng. Gia đình nào cũng có chuyện, gia đình nào cũng có khó khăn. Trong bài báo "Gia đình hiện nay khủng hoảng vì thiếu một nếp nhà", tác giả Minh Tâm có ghi lại cái nhận định của tiến sĩ Lệ Hằng như sau: các xung đột phổ biến là vợ chồng ngoại tình, mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con, rạn nứt do yếu tố kinh tế. Các thành viên trong gia đình khó nói chuyện với nhau, thậm chí đối đầu trong mọi vấn đề của cuộc sống. Nhiều gia đình trẻ tuy vẫn gặp hàng ngày, nhưng vợ chồng con cái giao tiếp rất ít, thậm chí khó cất lời với nhau. Cái này là có sự đóng góp của smartphone đó. Con mới đây có người mời con tới, con thấy sum họp gia đình cái dịp lễ nó rất là tốt, nó rất là hay. Thế nhưng mà mấy đứa cháu, đứa thì ngồi bấm smartphone chơi game, đứa coi tivi, chả thấy nó ngồi nó nói chuyện gì với nhau. Cho nên thực tế chúng ta thấy cái ngày hôm nay người ta giao tiếp với nhau nó ít lắm, mà giao tiếp với máy nó nhiều hơn. Thời gian chăm sóc yêu thương hẳn là không có hoặc là rất là ít. Đàn ông Việt Nam thì cũng vẫn còn mang nặng tính gia trưởng, chồng chúa vợ tôi. Còn phụ nữ Việt Nam thì nhiều người mang tư tưởng bình quyền vào cái tổ ấm của mình, nên hay xảy ra tranh cãi, tranh giành ảnh hưởng quyền lực, dù là trong những việc nhỏ nhặt trong nhà. Ngoài ra, trong hoàn cảnh kinh tế thị trường phát triển một cách chóng mặt, thì chúng ta thấy có sự du nhập văn hóa ngoại quốc, tự do kết hôn, cũng tự do ly hôn luôn. Và những điều đó được pháp luật tôn trọng, khiến cho mối cam kết hôn nhân dường như lỏng lẻo hơn. Nhiều người chưa ý thức được hết những hậu quả khó lường khi hôn nhân tan vỡ. Khi suy nghĩ về những khó khăn trong đời sống gia đình, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng ngày xưa Thánh Gia Thất cũng có khó khăn như gia đình của chúng ta hay không? Hay là gia đình Thánh Gia có Chúa Giêsu, có mẹ Maria, có thánh cả Giuse, các ngài là những người vĩ đại, cho nên chắc gia đình của các ngài không phải đối diện với những khó khăn như gia đình của mình. Nếu anh chị em nghĩ như thế là lầm to. Thứ nhất, chúng ta thấy gia đình Thánh Gia có đối diện với cái cảnh mà vợ chồng nghi ngờ lẫn nhau, anh nghi ngờ em ngoại tình, em nghi ngờ anh ngoại tình có không? Chúng ta thấy gia đình Thánh Gia giữa Thánh Giuse với mẹ Maria có chuyện đó không? Nếu chúng ta căn cứ vào Kinh Thánh, trả lời có. Chúng ta suy đoán là có. Kinh Thánh mặc dù không có nói trắng ra, nhưng mà chúng ta thấy là Thánh Giuse định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Kinh Thánh nói rõ ràng. Tại sao bỏ? Tại vì Thánh Giuse đính hôn với Đức Maria. Và trong văn hóa Do Thái thì mặc dù là chưa về chung sống với nhau, nhưng mà đính hôn với nhau là vợ chồng bất hợp, vợ chồng hợp pháp trước mặt mọi người. Mà chưa về ở với nhau mang bầu, mà cái bầu thì 1-2 tháng thì còn giữ, còn giấu được. 4-5 tháng thì xin lỗi quý ông bà anh chị em, nịt nai nịt cho nhiều chứ còn cũng thấy được. Nhưng có lẽ thưa anh chị em, có lẽ Thánh Giuse với kinh nghiệm chắc cũng phát hiện ra cái người phối ngẫu của mình, cái người hôn thê của mình chưa về nhà chồng mà dính bầu. Thì với bản tính của một người đàn ông, họ làm sao không nghĩ trừ thằng đần thôi thưa anh chị em. Trừ thằng đần thôi. Thằng đần nó không có nghĩ. Và Thánh Giuse con nghĩ chắc không phải là thằng đần. Cũng nghĩ chứ. Nhưng chúng biết cái bầu đó của ai giờ. Có thể Thánh Giuse suy đoán tới suy đoán lui, không biết của ai, nhưng biết chắc một điều là không phải là của mình.
mà biết chắc một điều không phải là của mình, thì giờ tính sao đây? Bây giờ tố cáo Đức Maria thì đối diện với cái án tử hình là cái chắc rồi. Mà không tố cáo, cái bụng càng ngày càng lớn, mà Thánh Giuse không rước về thì cũng sẽ bị ném đá chết. Bây giờ đường nào? Nhưng mà Thánh Giuse nói bây giờ cũng không phải của mình, mà mình đi tố cáo á, thì mình hóa ra là mình đứng ra mình làm cái chuyện ác, mà lỡ đâu cái chuyện này nó có cái gì khuất tất mình không biết thì sao. Cho nên thôi, không có nở lòng nào, vì nghĩ rằng Đức Maria đoan trang nết na, con gái nhà lành, cho nên chắc có chuyện gì đây. Cho nên thôi, mình không phải là của mình thôi, tẩu vi tượng sách chuồng ngại nhất. Cho nên Thánh Giuse mới định tâm bỏ Đức Maria cách kín đáo. Chúng ta thấy cũng đối diện cái chuyện giống như nhiều gia đình của chúng ta ngày hôm nay, mà nhất là cái thời đại mà internet là xa lộ thông tin nó ghê gớm, thì những cái chuyện về cổ võ cho tình dục nó còn lan tràn khủng khiếp hơn nữa. Cho nên nhiều cặp vợ chồng, đặc biệt là những cặp vợ chồng trẻ, cái vấn đề ngoại tình là một vấn đề nhức nhối. Nhiều người nghi nhau, Thánh Giuse cũng nghi, thưa anh chị em. Thế nhưng tại làm sao Thánh Giuse có thể vượt qua được? Xin thưa, tại vì Thánh Giuse lắng nghe lời của Chúa và tin vào Chúa. Chúa thấy Thánh Giuse chuồng rồi, đánh bài chuồng rồi, không ổn, nếu mà nó chuồng là cứ như vỡ kế hoạch hết. Cho nên mới sai sứ thần đến báo mộng cho Thánh Giuse. Mà Thánh Giuse may, chúng ta thấy Thánh Giuse rất là ok, nghe lời của Chúa, tin vào lời của Chúa và thực hiện. Rồi chúng ta thấy cái thứ hai, gia đình của thánh gia cũng có phải là gia đình bình an không? Không bị người đời ghét không? Không bị người đời đuổi giết không? Không. Gia đình thánh gia cũng không phải là sống trong cái cảnh yên hàng, không phải di cư đâu thưa anh chị em. Gia đình thánh gia chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Giuse được sứ thần báo mộng, ôm con chạy, dẫn mẹ cả con, dẫn cả con cả mẹ chạy sang, trốn sang Ai Cập. Và chúng ta thấy gia đình thánh gia vượt qua được cái khó khăn này cũng là nhờ Thánh Giuse. Thánh Giuse lắng nghe lời của Chúa, tin lời của Chúa và thực hành. Và chúng ta để ý, chúng ta thấy trong câu chuyện mà Thánh Giuse định tâm bỏ bà Maria cách kín đáo, cũng như trong câu chuyện mà chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Giuse đưa mẹ con trốn sang Ai Cập, Thánh Giuse không hề ý kiến. Báo mộng, ông nghe, ông đứng dậy, ông làm, không hề ý kiến. Không có chất vấn sứ thần Chúa tại sao. Ông truyền tin cho tôi, ông nói là này là con đấng tối cao, sao thằng Herod kia mà sợ nó mà phải ôm chạy. Không có lý sự giống như nhiều ông của chúng ta. Nhiều ông của chúng ta hay lắm, chưa làm ngồi cãi đã, lý luận lý sự làm như là giỏi lắm. Nhưng mà chúng ta thấy Thánh Giuse không, nghe lời Chúa, không có ngồi đó lý sự lý cãi gì hết đó, lý gì hết đó. Rồi đi làm. Và chúng ta thấy vượt quá êm đẹp. Tiếp đây, chúng ta thấy thánh gia đình thánh gia như thế nào. Nhiều gia đình của chúng ta đối diện với khó khăn của kinh tế, nhất là những cặp vợ chồng trẻ. Trong cái dịp mùa vọng vừa rồi, nó nghe nhiều người thưa cha, con có bọn đứa con. Hỏi lý do làm sao? Dạ con có 2-3 đứa rồi, bây giờ có thêm nữa nuôi không nổi, rồi con cho nó đi, vì hoàn cảnh bây giờ khó khăn quá, nuôi không nổi, giết. Một cách nhẹ nhàng, giết con của mình một cách nhẹ nhàng. Nếu mà Thánh Giuse mà với Đức Mẹ mà nghĩ như thế, chắc giết Chúa Giêsu rồi. Tại vì Thánh Giuse làm nghề gì thưa anh chị em? Theo Kinh Thánh là làm nghề thợ mộc.
mà làm người thợ mộc chắc làm ăn bản tính của thánh Giuse lương thiện, không có chấp phá, không có làm ăn gian lận giống như là gỗ tạp, gỗ này gỗ kia. Chứ nhiều người làm nghề chúng không thấy nghề nào nó cũng có tiểu xảo của nó, muốn có lời cao là phải có tiểu xảo thôi. Làm ăn chân chính đàng hoàng, ăn thật nói thiệt thì cũng khó có lời, nhất là trong cái bối cảnh Việt Nam của chúng ta, 10 người hết 9 người rưỡi là nói dối rồi. Cho nên thánh Giuse làm ăn đàng hoàng, chắc có lẽ không có lời nhiều, lấy công làm lời thôi. Đức mẹ thì chắc cũng là thiêu thùa rồi giặt giũ rồi làm phụ vậy thôi, chứ cùng không có cái kinh doanh buôn bán rồi như chúng ta. Cho nên gia cảnh nghèo, và cụ thể chúng ta thấy Đức mẹ và thánh Giuse nghèo. Cho nên khi mà đi về Bethlehem làng của mình để mà khai, khi mà khai nhân khẩu, khi mà kiểm tra dân số đó, thấy nó rách nát quá, chả có ai cho vô trọ hết. Với lại mang cái bụng bầu nữa, thấy cái dập nhà nghèo này nữa, nó vô này nữa, lỡ bởi bầu này sinh sự sinh chuyện nữa, nó thôi nó nôi, không ai cho vô trọ. Cuối cùng Đức mẹ với thánh Giuse phải vào trong hang của súc vật để xin Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy gia đình thánh gia nghèo như thế, nếu không nói cái từ hơi mạnh hơn chút, bằng cùng, nhưng mà không có làm bậy. Nhiều người trong chúng ta gia đình gặp khó khăn là làm bậy, mà cụ thể cái bậy trước mắt là giết con mình phá thai, mà mặt tỉnh rủi à, vô tòa giải tội xưng tỉnh rủi à. Tiếp đến, nhiều gia đình của chúng ta gặp khó khăn, có nhiều cặp lắm, nói có cha con khổ quá, đứa con của con nó giờ nó như thế này, nó như thế kia, nó nói nó không nghe, nó chơi game, nó làm cái này, nó làm cái kia. Hỏi gia đình thánh gia có không? Con có gặp khó khăn trong việc con cái không? Có gặp đau khổ trong vấn đề về con cái không? Có chứ không có. Nhớ cái vụ mà Chúa Giêsu lên Jerusalem, Đức mẹ và thánh Giuse dẫn Chúa Giêsu lên đền thờ Jerusalem vào dịp lễ vừa qua, lúc Chúa Giêsu 12 tuổi. Lễ lạy xong, Chúa Giêsu ở lại đền thờ Jerusalem, ngồi giữa các vị thầy trong dân, ngồi đối chất ngon lành đàng hoàng. Nhưng mà con xin phép, không có nói năng, con báo gì Đức mẹ với thánh Giuse, nói ba mẹ con ở lại đền thờ chút, con nói chuyện với mấy ông thầy này, con xử mấy ông thầy này, chứ mấy ông thầy này lâm cơm đó. Không nói gì hết á. Làm Đức mẹ thánh Giuse đi về, tưởng là Chúa Giêsu đi với cùng với bà con đi về làng Nazareth. Đi ngày đường, bắt đầu hai ông bà tá hỏa lục đi tìm coi thử có Giêsu không, không thấy. Bắt đầu mới chạy ngược về Jerusalem tìm tá hỏa tâm tin, tìm ba ngày đường, gặp thấy ông ngồi trong đền thờ đang nói chuyện với các thầy mà đối đáp một cách rất khôn ngoan. Đức mẹ nóng với ba, tìm ba ngày mà sốt ruột, thứ quý ông bà anh chị em đi tìm con của mình ba ngày thì sẽ hiểu cảm giác của Đức mẹ với thánh Giuse lúc bấy giờ như thế nào. Đức mẹ nóng quất một câu: con ơi, tại sao con đối xử với cha mẹ như thế? Con không biết rằng cha con và mẹ con đây ăn vất vả đi tìm con nhau. Đã vậy Chúa Giêsu con biết hay không? Cha mẹ không biết rằng con có bổn phận trong nhà của cha con sao? Nói quý ông bà anh chị em đặt vô trong cái hoàn cảnh Đức mẹ và thánh Giuse lúc bấy giờ thì như thế nào? Bảo đảm nạp xuống quất mấy gậy liền, không? Nhưng mà con nhận nhịn được. Chúng ta thấy thánh Giuse để ý, thánh Giuse nhịn được. Đức mẹ nóng nói nhưng mà thánh Giuse nhịn được. Còn nhiều bậc gia trưởng, con của mình nó làm bậy chưa gì mà nó mới ló đầu vô cổ là quất nó tới tấp tùm lum, không có nhịn được để mà răn bảo con cái một cách đàng hoàng. Đó, chúng ta thấy tất cả những gì mà chúng ta đối diện thì gia đình thánh gia cùng đối diện. Nhưng gia đình thánh gia tại làm sao vượt qua được? Tại vì gia đình thánh gia, thứ nhất, biết lắng nghe lời của Chúa, đặc biệt là thánh Giuse, biết để lèo lái con thuyền gia đình của mình là biết lắng nghe lời Chúa, biết tôn trọng lẫn nhau và biết yêu thương nhường nhịn. Những gì mà thánh Phaolô nói trong bài đọc 2 thì gia đình thánh gia đều sống, đều thực hiện như thế. Trong ngày chúng ta mừng lễ thánh gia, chúng ta hãy đem những gì mà thánh gia đã sống, thánh gia đã làm gương vào trong gia đình của chúng ta, để gia đình của chúng ta có thể an vui, hạnh phúc và vượt qua những khó khăn.
với tâm tình đó, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kinh mộ Thiên Chúa, chị em thân mến. Gia đình là nền tảng của xã hội và giáo hội, là vườn ươm hạt giống đức tin, là trường đào tạo tông đồ, là nơi giáo dục nhân bản. Nhân ngày lễ Kính Thánh Gia Thất, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho hết mọi gia đình. Hội Thánh luôn xác nhận tầm quan trọng của gia đình và tìm hết mọi cách để bảo vệ đời sống hôn nhân và gia đình khỏi bị tội lỗi làm hoen uế. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình công giáo luôn biết tuân theo lời giáo huấn của Hội Thánh. Những biến động xã hội trên thế giới ngày nay gây ra biết bao xáo trộn trong đời sống gia đình, làm lung lay tận gốc rễ nền tảng của xã hội và giáo hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi gia đình vượt qua những thử thách gian nan để luôn sống trong hạnh phúc và an bình. Xin Chúa
giáo dục đầu tiên trong gia đình hết sức quan trọng, vì giúp hình thành nhân cách cũng như đời sống đạo nơi trẻ em, và cha mẹ là những thầy dạy không ai có thể thay thế được. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ biết luôn quan tâm đến việc giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái bằng lời nói cũng như bằng gương tốt của mình. Một gia đình hạnh phúc là một gia đình biết sống lời Thánh Phaolô dạy trong thư Côlôse: trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, vì đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta biết luôn cố gắng sống trọn vẹn lời Thánh Phaolô đã dạy. Lạy Chúa Thánh Cha Nazareth, Thánh Cha Nazareth quả là một mẫu gương tuyệt hảo cho tất cả các gia đình công giáo về đời sống tin cậy mến cũng như đời sống lao động cần cù. Xin cho chúng con luôn noi gương Thánh Cha, sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa và nên gương sáng cho những người Chúa nhân biết Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng đoàn thể hội thân người. Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước tôn nhang vì lời Thánh Mẫu Đồng Trinh và Thánh Cả Du Sẽ cầu thay nguyện dung. Xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận vui hòa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Cùng hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thường là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình thì nhờ người lôi cuông mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và thống lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thân ba thân Chúa là Thiên Chúa càng đạo hùng.
vinh, trời đấng đầy vinh quang Chúa. Hoàng ngự Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng người đến nhận dân Chúa. Hoàng ngự Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và truyền xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse, Đức Cha Phụ Tá Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn Chúa vì mọi ân lành Chúa đã ban cho gia đình được bình an theo ý của người xin. Xin tạ ơn Thánh Tứ Đạo và Thánh Vincente, tạ ơn Chúa Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse theo ý của những người xin. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là Thomas Maria trong ngày lễ dỗ, John Baptista, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày,
và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin oai trương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhà Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh Y Chúa, cho hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trinh Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phung trai đường mời đến dự tiệc trinh Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Oh yeah!
Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc thánh thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương thánh cha thân, để sau đời khổ hoài được cùng Chúa Giêsu Kitô Đức Mẹ và Thánh Ca Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin giới thiệu với quý ông bà anh chị em bên tay phải con là cha xứ của giáo xứ Lộc Hưng. Nhắc tới chữ Lộc Hưng thì chắc quý ông bà anh chị em biết và hoàn cảnh của giáo xứ như thế nào. Con nghĩ là cha xứ sẽ là người biết rõ và sẽ trình bày rõ với quý ông bà anh chị em về hoàn cảnh của giáo xứ cũng như những ước nguyện của ngài. Thì con xin nhường lời lại cho ngài. Xin quý bà và anh chị em ngồi, con xin mấy phút thôi. Trước hết là con xin cảm ơn cha sở Joachim đã cho phép con được đến đây ngỏ lời với cộng đoàn. Xin cảm ơn cha chủ tây đã giới thiệu con với cộng đoàn. Kính thưa quý bạn chị em, nếu quý bạn chị em có dịp đi qua chợ ông Tạ một chút đó, thì tới bưu điện Chi Hòa thấy nhà thờ Lộc Hưng ở đó. Chắc cái sự kiện vườn rau Lộc Hưng nó thế nào vào năm ngoái ngày mùng 4 và mùng 8 tháng 1 thì tôi chính là cha sở ở đó. Giáo xứ cho quý bạn chị em cũng xây dựng thì cũng thấy khó khăn rồi, thì giáo xứ Lộc Hưng cũng vậy, bước vào thời kỳ xây dựng khó khăn lắm. Giáo dân chính là họ trồng rau, bây giờ thì không còn đất đai trồng rau cái gì nữa, buôn bán khó khăn. Cho nên là các gia đình mà trong vườn rau, các ông chùm tới xin, họ bảo giờ ông không còn cái gì nữa. Hồi cha nói, ông chùm nói với cha cũng thông cảm cho. Cho nên khi mà biết được cái tình trạng như vậy thì con bảo thôi, nếu vậy thì thôi không có làm phiền người ta nữa, để tôi kiếm cách khác. Thì cha sợ thì ngài biết cái tình trạng như vậy đó, rồi các cha cũng biết tình trạng như vậy thì mới thương mới cho đến đây để ngỏ lời với quý bạn chị em. Thì xin quý bạn chị em cũng thương cho giáo xứ Lộc Hưng rơi vào hoàn cảnh khó khăn đó, để giúp đỡ cho giáo xứ chúng con có phương tiện xây dựng lại cái ngôi thánh đường mới. Tới nghe tới nhà thờ đá thì nó là một cái niềm tự hào của bà con giáo dân ở đây. Thì bảo giáo dân mỗi lần mà đi tới xứ nào dân lễ đó, thì giáo dân về hỏi cha bao giờ giáo xứ mình được nhờ như vậy, thì con cũng chỉ trả lời thôi, Chúa cho đến đâu thì biết đến đó thôi, mình trông cậy vào lòng thương xót Chúa thôi, Chúa cho thì được thôi, mình vẫn vững tin như vậy thôi. Thì một lần nữa con xin cảm ơn cha sở, cảm ơn cha chủ tế và cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý bạn chị em, và xin Chúa cũng chúc lành cho tấm lòng quảng đại của tất cả quý bạn chị em. Con xin cảm ơn và xin hết lời. Yeah.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.